Ơi shipper, bác cho cháu cái vé xe cái. Đây đây này, mày đút đây. Chờ xin. Cảm ơn nhá. Tỏ ngày 20 tỷ nhá. À đây rồi. Bạn ơi. Cho mình hỏi tí. Bạn biết cái công ty du lịch Trần Nam ấy, nó nằm trên đường 8 đúng không bạn? Thế tầng 8 của mấy công ty nhỉ? Ba. Năm á? Bạn làm sao đây? Quay lên nói chuyện đàng hoàng như nào? Mời vào. Dạ. Em chào sếp ạ. Sao đấy? Bước thì phải nhìn sang bên cạnh chứ. Bà mới là người không nhìn đi bà ạ. Bây giờ tôi nhường ông vào trước đây, ông vào đi. Tôi nhường bà đấy à? Bây giờ tôi không đi nữa. Xê ra, suốt ngày cãi nhau hai đứa này. Chào sếp. Chào anh Phong. Một cái việc bước vào thôi cũng... Nhưng sao? Tại ông chứ còn ai nữa. Có vào họp không hả? Có ạ. Em nhường nó vào mà nó cũng có vào đâu. Bây giờ nó lại chành chọe với em. Tắt cái văn đi. Đấy, nó lại bắt nạt em kìa sếp. Sếp. Em buồn lắm. Sếp ơi, hôm nay sếp dùng mùi nước hoa gì thế ạ? Độc lạ thế ạ? Em chưa ngửi thế ở đâu bao giờ luôn ấy. Sao ông thầy? Nhà ông có sao hung tinh chiếu, vẫn hạn đen đủi, phúc đức cạn kiệt. Trong năm nay nhà không có hỷ, ắt có tang.